Kính thưa quý vị, cây thông Giáng sinh từ vỏ chai nhựa được dựng lên tại thủ đô La Paz, tin từ Bolivia. Thủ đô La Paz của Bolivia hiện đang biến những vật liệu phế thải thành một cây thông Giáng sinh nhằm để nâng cao tinh thần vệ sinh môi trường trong mùa lễ truyền thống này. Cây thông Giáng sinh nói trên được làm từ vỏ chai nhựa tái chế và hiện đang được thắp sáng ngay tại trung tâm của thành phố. Và mới đây thì chính quyền thành phố La Paz đã phát động một chương trình tái chế rác thải cùng với hy vọng cây thông này sẽ giúp người dân có thêm động lực để bảo vệ môi trường. Trên thực tế, cây thông được phế thải có chiều cao là 15 mét và được làm nên từ 50.000 chiếc vỏ chai tái chế với đầy đủ hệ thống chiếu sáng được cấp nguồn điện từ 4 chiếc xe đạp dành cho tình nguyện viên. Người đầu tiên tham gia thắp sáng cho cây thông này chính là đương kim thị trưởng của thành phố La Paz, ông Luis Revilla. Theo chính quyền thành phố cho hay thì đã có khoảng 125 tình nguyện viên và 15 nhân viên của chính phủ cùng tham gia dự án. Mất tới 4 tháng để thu thập vỏ chai và khoảng 3 tháng nữa để biến chúng thành một cây thông tái chế như trên.